Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Bà Trương Mỹ Lan ra tòa sau Tết, gần 6 tấn tài liệu được bảo vệ. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sẽ ra tòa ngay sau Tết nguyên đáng cùng với 85 bị cáo khác trong vụ án kinh tế lớn nhất lịch sử Việt Nam liên quan đến rút ruột ngân hàng SCB. Theo thông báo từ tòa án Sài Gòn được báo chí trong nước dẫn lại. Bà Lan, căn phạm chính trong vụ án, bị Viện Kiểm sát truy tố về ba tội danh là đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản với khung hình phạt lên đến tử hình. Bà đã bị bắt vào hồi đầu tháng 10 năm 2022 và bị tạm giam để điều tra từ đó đến nay. Ngoài ra thì nữ chủ tịch này còn bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu rác nhằm chiếm đoạt trên 1 tỷ Mỹ kim của hàng chục ngàn nạn nhân trên khắp cả nước. Tuy nhiên thì vụ án này đã được tách ra để điều tra và sẽ được xét xử riêng. Chánh tòa hình sự thuộc tòa án Sài Gòn, thẩm phán Phạm Lương Toản đã được chỉ định làm quan tòa xét xử vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm này. Hiện tòa đang gấp rút chuẩn bị nhân sự và an ninh cho phiên tòa. Tòa án này cũng mở phòng riêng được bảo vệ cẩn mật làm nơi chứa tài liệu của vụ án, theo báo chí trong nước. Tài liệu xét xử có gần 2.500 tập, đóng trong 104 thùng với khối lượng nặng là 6 tấn cùng với khoảng 1 triệu bút lục. Chưa đầy một tuần sau khi bà Lan bị bắt vào hồi năm 2022, đã xảy ra một vụ cháy tòa nhà Vạn Thịnh Phát nằm trên đường Nguyễn Huệ, quận Nhất. Tuy nhiên, thì vụ cháy đã nhanh chóng được dập tắt và không có thiệt hại đáng kể. Việt Nam lại đòi phía Mỹ phải đưa ra khỏi danh sách theo dõi về tự do tôn giáo. Một tuần sau khi bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản bác điều này Báo Tuổi trẻ ngày hôm qua đã dẫn lời bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho rằng Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Hoa Kỳ không nên đưa Việt Nam vào trong danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Phía Mỹ cần phải có những cái đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác và toàn diện về tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam. Ngoài ra, bà này còn nói rằng các nỗ lực bảo đảm quyền con người của Việt Nam đã được quốc tế thừa nhận rộng rãi và Việt Nam sẵn sàng đối thoại với Mỹ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Trước đó, mùng hôm và hôm mùng 4 tháng Giêng, Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố tiếp tục liệt Việt Nam ở trong danh sách cần phải theo dõi về tự do tôn giáo, do nước này liên tục có các vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo theo giới quan sát, tuyên bố của ông Blinken đánh dấu sự thất bại của ông Vũ Chiến Thắng là Thứ trưởng Nội vụ của Việt Nam, người phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ, khi dẫn phái đoàn đến Hòa Thịnh Đốn hồi tháng 10 năm ngoái để nhằm vận động đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Trong khi đó, giới chức kiểm lâm bị bắt vì liên quan vận chuyển gỗ lậu. Vào sáng ngày 11 tháng Giêng, ông Lê Ngọc Tuấn, trưởng cơ quan kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận việc một kiểm lâm viên thuộc hạt kiểm lâm huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế bị công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Người bị bắt là ông Trần Viết Thế Sơn, kiểm lâm viên thuộc hạt kiểm lâm huyện Nam Đông. Ông Sơn bị bắt để phục vụ điều tra một vụ án vận chuyển gỗ lậu liên quan do người thân của ông này thực hiện. Theo ông Tuấn, thì hiện nay hạt kiểm lâm huyện Nam Đông đang thực hiện quy trình đình chỉ ông công tác của ông Sơn 15 ngày theo quy định. Sau đó thì còn tùy vào mức độ của sự việc, cơ quan kiểm lâm sẽ đưa ra các quyết định xử phạt trường hợp của ông Sơn. Một con hẻm quan trọng ở Hà Nội đang mỏi mòn chờ được mở rộng. Dự án mở rộng hẻm 381 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy đang thu hút sự chú ý khi mặt đường lồi lõm gây khó khăn cho giao thông, đặc biệt là xe máy liên tục vấp ngã. Hẻm này nằm ở trong khu vực kết nối khu đô thị Dịch Vọng và đường Láng, nhưng quá hẹp khiến cho tình trạng kẹt xe trở nên phổ biến. Chính quyền quận Cầu Giấy dự kiến thực hiện dự án cải tạo, mở rộng hẻm 381 trong năm 2024 để giảm vấn đề kẹt xe. Dự án này sẽ kéo dài khoảng chừng 368 m bắt đầu từ nút giao với tuyến đường thuộc khu đô thị mới dịch vọng đến nút giao với đường Nguyễn Khang với chiều rộng là 21.5 m Tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 12.8 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, dự án đang đối mặt với các vấn đề hỗ trợ, bồi thường và giải tỏa mặt bằng, khiến cho chính quyền chưa có kế hoạch đầu tư sửa chữa những phần đường bị hư hại. Người dân phản ảnh rằng đoạn đường dài 300 m gặp nhiều vấn đề, với bề mặt đường bong chóc và ổ gà xuất hiện. Dự kiến sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp giảm đi áp lực giao thông tại khu vực này và kết nối với các đường vành đai lớn của thành phố Hà Nội. Người dân địa phương mong đợi dự án sẽ mang lại không gian giao thông an toàn và thuận lợi cho cả người dân và học sinh di chuyển hàng ngày. Báo Hoa Kỳ xếp Việt Nam là điểm đến an toàn nhất Á châu cho năm 2024. An toàn là mối quan tâm hàng đầu của người dân Hoa Kỳ khi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt trong tình hình hiện tại khi xung đột dường như đang bùng phát ở khắp mọi nơi và an ninh đang giảm sút ở một số điểm đến. Vì vậy, dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, Travel Off Path, tờ báo chuyên về du lịch của Hoa Kỳ đã xếp Việt Nam là điểm đến an toàn nhất Á Châu cho mùa du lịch mới 2024. Trên thực tế, theo chỉ số trật tự và luật pháp toàn cầu, tức là Global Law and Order Index do Gallup công bố vào cuối năm 2023, Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình nhất ở Á Châu, mà còn là quốc gia yên bình thứ bảy trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thì trong vài năm gần đây, Á Châu không hề bình yên bởi có một số quốc gia với những chính sách hung hăng và liên tiếp các cuộc đảo chính quân sự khác nhau xảy ra. Tuy nhiên, thì có một quốc gia đặc biệt đã được chứng minh là khá ổn định và an toàn cho khách du lịch. Đây là lý do tại sao Việt Nam nằm trong danh sách an toàn nhất của du khách cho năm 2024 ở Á Châu do Travel of Path của Hoa Kỳ bình chọn. Việt Nam tụt giảm 5 bậc trong bảng xếp hạng thông hành thế giới của năm 2024. Theo bảng xếp hạng những cuốn thông hành quyền lực nhất của thế giới, Henley Passport Index do công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu là Henley and Partners công bố vào ngày 1 tháng riêng Việt Nam đứng ở vị trí thứ 87 trên tổng cộng 104 bậc, giảm đi 5 bậc so với lần xếp hạng gần nhất là hồi tháng 7 năm 2023. Dù vậy, số quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân Việt Nam được phép nhập cảnh không cần visa hoặc là xin visa cửa khẩu không thay đổi vẫn là 55 điểm. Có 6 hộ chiếu được xếp hạng quyền lực nhất, gồm có hai cái tên quen thuộc đó là Nhật Bản, Singapore và bốn nước Âu Châu, Ý, Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Công dân đến từ 6 nước này có thể nhập cảnh mà không cần visa hoặc là chỉ cần xin visa cửa khẩu ở tại 194 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi Henley Passport Index bắt đầu công bố bảng xếp hạng 19 năm trước đây. Bảng xếp hạng mới cũng cho thấy sự nổi dậy đầy thắng lợi của Âu châu khi có nhiều cái tên xuất hiện ở vị trí top 2, 3, 4 hơn là những năm trước. Phần Lan và Thụy Điển đồng hạng 2 với Nam Hàn, Áo, Đan Mạch Ái Nhĩ Lan, Hòa Lan thì đứng hạng thứ ba. Nước Bỉ, Luxembourg, Na Uy, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh xếp vị trí thứ tư, trong khi Hy Lạp, Malta và Thụy Sĩ ở vị trí thứ 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia có chỉ số tăng cao nhất trong 10 năm qua. Năm 2014, 77 quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận miễn visa hoặc là cấp visa cửa khẩu cho công dân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Còn năm 2024 thì con số này là 183 điểm đến và đưa quốc gia này lên vị trí top 11 những cuốn thông hành quyền lực nhất của thế giới.